Thưa quý vị, ngày hôm nay 15 tháng 6, khu vực Bắc và Trung Bộ chính thức bước vào đợt nắng nóng mới được dự báo là gay gắt và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt nắng nóng này có điểm gì đáng lưu ý và còn bao nhiêu đợt nắng nóng cao điểm trong mùa hè năm nay? Và người dân cần làm gì để đảm bảo sức khỏe trong những ngày này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trao đổi của phóng viên Chào buổi tối với đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Thông tin này sẽ kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lần đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa ông, sau chuỗi ngày mưa dông mát mẻ, bắt đầu từ ngày hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ đã bước vào một đợt nắng nóng mới, được nhận định là gay gắt và kéo dài. Ông có thể là cho biết cụ thể hơn về đợt nắng nóng lần này ạ? Ngày hôm nay là 15 tháng 6, thì ở Bắc Bộ và Trung Bộ thì đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ là 35-36 độ, có nơi 37 độ. Thì theo cái nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ấy, thì đợt nóng nóng này có khả năng sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày 21 tháng 6. Trong đó thì cái trọng tâm mà nắng nóng và nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt ấy, sẽ rơi vào ngày 18 đến 21 tháng 6 là chủ đạo. Với cái vùng nắng nóng của nó sẽ ở Bắc Bộ và Trung Bộ, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Nên nhiệt độ ở cái đợt này thì với cái đợt giai đoạn mà 18-21 mà nóng gay gắt ấy, thì chúng tôi nhận định rằng là cái nhiệt độ cao nhất ngày nó đạt 37-40 độ và có nơi sẽ trên 40 độ. Thì vào mùa hè này, cái gió mùa Tây Nam nó thổi qua dãy Trường Sơn ấy, thì nó khi sang bên phía đồng bằng chúng ta thì nó sẽ tạo nên khối gió là khô nóng. Thì cái hiện tượng này thì dân gian ta hay gọi là gió Lào ấy, hoặc là gió phơn. Thì cái đặc điểm của cái gió phơn này thì nó sẽ làm cho thời gian nóng kéo dài trong ngày, chứ nó không phụ thuộc nhiều vào cái hoạt động của mặt trời. Cái hai nữa là cái độ ẩm không khí rất là khô. Cái ban đêm thì có cái ngưỡng nhiệt độ cũng khá là cao, nhất là cái gió mùa Tây Nam, gió phơn này ấy, thì các tỉnh miền Trung ấy, hay là những cái vùng ấy thì có thể ban đêm nhiệt độ cũng trên 33-34 độ cả. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần lưu ý. Ở riêng tại khu vực Hà Nội có những cái điểm gì đáng lưu ý trong đợt nắng nóng lần này thưa ông? Ở Hà Nội thì cũng trong cái nền chung của Bắc Bộ ấy, thì trong những ngày tới thì cũng là nắng nóng mà nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra với xu hướng càng ngày càng mạnh lên. Về cái khoảng thời gian mà nhiệt độ trên 35 độ ấy, thì theo nhận định của chúng tôi với cái dữ liệu hiện có mà trung tâm đang xử lý và phân tích ấy, thì chúng tôi nhận định rằng là cái thời gian mà nhiệt độ trên 35 độ ấy, thì nó sẽ kéo dài, khả năng xuất hiện từ 9-10 giờ cho đến tận 17-18 giờ cơ. Giai đoạn cuối tháng 5 đầu tháng 6 ấy, thì đã xảy ra nắng nóng rất là gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Với cái nền nhiệt độ của cái đợt đó là nó kéo dài từ ngày 31 đến ngày 3 ấy, nó ở cái ngưỡng là 38-40, có nơi trên 41 độ. Thì với cái nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia thì đợt này thì cái nắng nóng thì như vậy, bạn phân tích là cái nền nhiệt độ cao nhất nó trọng điểm nó rơi vào 37-40, nó có nơi trên 40. Thì với khả năng cao thì nó cũng khả năng sấp xỉ, có khả năng đạt được với cái ngưỡng nắng nóng của đợt vừa rồi thôi. Hà Nội do cái cấu trúc của đô thị ấy, thì cũng có gây ra cái nhiệt độ cao mà nó cũng kết thúc muộn hơn so với các điểm khác. Nhiều người cũng quan tâm sau đợt nắng nóng lần này, ở cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chúng ta sẽ còn trải qua những đợt nắng nóng như thế nào nữa? Với cái đặc điểm khí hậu ấy, thì với khu vực miền Bắc thì đây là chúng ta đã bước vào giai đoạn mùa mưa rồi. Thì nó sẽ đan xen những cái nắng nóng thì sẽ xuất hiện những cái đợt mưa. Nhưng với miền Trung ấy, thì tháng 6 cho đến tháng 8 vẫn là nắng nóng. Và cái nắng nóng ở miền Trung thì nó cũng là đặc thù, như các đồng chí mới hỏi là cái hiệu ứng phơn sẽ là phổ biến do gió Tây Nam ấy. Thì đây, cái đây nó sẽ khác nhau. Thì nắng nóng miền Trung thì hẳn còn kéo dài. Trên kể cái đợt này thì chúng tôi cũng nhận định là cái khả năng đến ngày 2 sau ngày 21 thì ở Bắc Bộ thì khả năng sẽ kết thúc đợt nắng nóng, nhưng mà ở phía Trung Bộ thì nắng nóng sẽ kéo dài hơn. Sau ngày 21 đến ngày 25 thì ở Bắc Bộ là chưa có xuất hiện cái nắng nóng trở lại. Với điều kiện là thời tiết nắng nóng như hiện nay, ông có những khuyến cáo như thế nào đối với người dân để đảm bảo sức khỏe? Như trong các bản tin chúng tôi đang ban hành thì chúng tôi đã có khuyến cáo về cái tác động của nắng nóng. Thì thứ nhất là chúng ta cái nhu cầu nắng nóng thì cái sử dụng điện năng rồi cái phòng chống cháy nổ. Đặc biệt là về sức khỏe người thì nếu ở lâu trong nóng thì nó sẽ có thể hiện tượng xảy ra cái hiện tượng đột quỵ các thứ. Thì cũng mong là mọi người và có phương án chuẩn bị phòng cho nó hợp lý, nhất là về sức khỏe như người già yếu hoặc con nít. Thông thường thì có kết thúc các đợt nắng nóng thì thời tiết sẽ thay đổi, và cái theo như thống kê chúng tôi thì đa phần là nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là có hiện tượng là mưa dông vào buổi chiều, hoặc là cái thời tiết nó thay đổi hẳn. Thì cái trong cái hiện tượng này thì nó sẽ rất xảy ra hay xảy ra cái dạng là sét và lốc xoáy các thứ, thì cũng đề nghị mọi người là chú ý phòng tránh cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. So với năm 2020, mùa hè năm nay 2021 có nắng nóng gay gắt hay không thưa ông?
Như cái nhận định ban đầu từ đầu năm 2021 về cái nhận định xu hướng nắng nóng thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia cũng đã đưa ra nhận định là cái mùa nắng nóng năm 2021 này sẽ không gay gắt như năm 2020. Kể cả cái đợt cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì chúng ta thấy là cái nền nhiệt độ cao, nhưng mà cao nhất thì cũng chỉ đạt được trên 41 độ thôi, 41,8. Đấy. Chứ còn trong năm 2020 là nhiệt độ cao nhất nó lên đến 43 độ. Thì với cái nhận định thì chúng tôi hẳn bảo lưu cái nhận định của cái năm 2021 này, thì cái xu hướng nắng nóng thì cũng chưa có cái dấu hiệu là nó sẽ cao hơn cái năm 2020. Một lần nữa xin cảm ơn ông. Chào quý vị và các bạn. Nắng nóng đã xuất hiện từ đầu tuần tại các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Thế nhưng từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6 thì mới là khoảng thời gian đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này, với cường độ đạt mức gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Cụ thể là tại miền Bắc, trời nắng mạnh ngay từ sáng sớm, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 36 đến 38 độ. Riêng một số nơi như là Mường La, Mường Lay, Mường Tè, Hòa Bình, thậm chí là tại thủ đô Hà Nội sẽ là những nơi xảy ra nắng nóng gay gắt đến mức đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao trên 38 độ. Ở miền Trung, ngoài tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây thì nơi đây lại có thêm hiệu ứng phơn khô nóng. Chính vì vậy, suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao nhất 36 đến 38 độ. Riêng các huyện vùng núi phía Tây thì còn đạt 39-40 độ. Lưu ý thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ kéo dài từ 10 đến 19 giờ. Không chỉ có nhiệt cao, độ ẩm trong không khí tại đây cũng khá là thấp, duy trì dưới mức là 45%, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ hay là cháy rừng ở các tỉnh miền Trung sẽ ở mức đặc biệt nguy hiểm. Người dân cần phải hết sức lưu ý. Nơi có thời tiết mát mẻ nhất trong ngày hôm nay cũng như là dịp cuối tuần là các tỉnh phía Nam, gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, khi mà những cơn mưa vẫn sẽ lặp lại về chiều tối. Cục bộ có những điểm mưa to kèm theo dông gió mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn biển Đông, bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tiếp tục có gió Tây Nam đến Nam, cường độ là ở mức cấp 4 đến cấp 5. Tình trạng biển bình thường, chỉ riêng vùng biển phía Nam, trong đó có huyện đảo Trường Sa, thì có mưa rải rác, tập trung nhiều về chiều tối. Như vậy là từ ngày hôm nay đến ngày 21 tháng 6, nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt sẽ xuất hiện diện rộng tại các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Quý vị chú ý có kế hoạch sinh hoạt hợp lý để bảo vệ sức khỏe. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.